Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 14 Sách giáo khoa đại số và giải tích 11, trang 178 Nêu các giới hạn đặc biệt của dãy số và của hàm số Mời các em mở lại trang 114 để xem một số giới hạn đặc biệt của dãy số Lim 1 trên n khi n tiến đến dung vô cực bằng 0 Lim 1 trên n mũ k bằng 0 khi n tiến đến dương vô cực. Với k của ta nguyên dương. lim q mũ n bằng 0 khi n tiến đến dương vô cực nếu trị tuyệt đối của q nhỏ hơn 1. Nếu un bằng c với c là một hằng số thì lim un khi n tiến đến dương vô cực bằng lim c khi n tiến đến dương vô cực và bằng c. Ngoài ra, mời các em mở trang 130 để xem uh, một vài giới hạn đặc biệt của hàm số lim x mũ k khi x tiến đến dương vô cực bằng dương vô cực với k nguyên dương, lim x mũ k khi x tiến đến âm vô cực bằng âm vô cực nếu k lẻ. lim x mũ k khi x tiến đến âm vô cực bằng dương vô cực nếu k là số chẵn.